nhà 15, đóng trước 6 tháng, bắt đầu đóng từ ngày 23 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2022. Số tiền là 300 đô. Hôm nay thì Phong Bùi và anh Bùi Hồ trở lại thăm sớm cộng đồng người Việt ngay tại chân cầu Sài Gòn thuộc thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ở video trước thì anh em có chia sẻ về câu chuyện một cái ông lão bị liệt 200 đúng không anh? Và phải lết hàng ngày xin ăn. Và sau khi dọn nhà ông xong thì bây giờ Phong cùng anh Bùi Hồ và chị Hồng, một người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia, sẽ hỗ trợ cho ông 6 tháng tiền nhà, tức là nửa năm. Thì bây giờ thì chắc có lẽ hai anh em cũng không biết tiếng Cam, cho nên là phải nhờ một cái chị gái, đó là chị Hồng, hỗ trợ giùm anh thôi. Để hỗ trợ cho ông. Ở chủ nhà đó chị. Ông đang thay đồ chị ra đây. Thì hôm qua là chị Hồng á và một số bà con cộng đồng người Việt đã hỗ trợ bằng cách là dọn nhà nè, rồi đi mua nệm, rồi mua rất là nhiều vật dụng cho ông. Từ một cái căn nhà mà theo tụi mình mô tả là rất là nhiều đồ xú ế, thậm chí là nước tiểu xung quanh cái phòng trọ luôn, bây giờ là một căn trọ mới sạch sẽ hơn. Thì anh Hồ hôm qua anh cũng đã chứng kiến, anh chia sẻ thêm cho bà con rõ anh Hồ. Thật ra thì ngày hôm qua cái cảm giác vô cái căn phòng của ông á khá là rùng rợn, và sau khi dọn dẹp xong thì căn phòng của ông đã được tươm tất hơn. Cái này là chị đã làm suốt ngày ngang. Là nói sao chị? Dạ, anh nói là hồi tháng trước đó là tháng này là ông đã đóng rồi, ngày 23 mới bắt đầu đóng tiếp. Thì em mới nói là nếu mà vậy thì thôi đóng 6 tháng nữa. Dạ, thì để anh làm giấy tờ. Mỗi tháng thì ông phải trả cho nhà trọ là bao nhiêu tiền? 50 đô. Tương ứng với là 1.150.000. Ngày hôm qua là chị Hồng là mua giúp giùm cho ông là nệm nè, rất nhiều đồ nữa. Thì chắc có lẽ tụi mình chuẩn bị sẵn ở trong đây là mấy trăm đô anh? 500. 500 đô thì riêng 200 đô thì mình nhận từ anh Nhân Gà. Thì 200 đô này có lẽ là gửi lại chị Hồng. Chị Hồng còn lại cái tiền mà mua nệm với lại mua thêm cái vật dụng quần áo thêm cho ông nữa, hoặc là giúp cho ông cơm nước hàng ngày thôi. Tại vì mình gửi tiền trực tiếp cho ông thì rất nguy hiểm, một mình đi lại cũng rất khó khăn. Em gửi chị 200 thôi. Còn 300 này thì sẽ là đóng tiền trọ cho ông. Ở bên Campuchia thì người ta sử dụng tiền đô là chính rồi. Tiền franc. Đúng rồi. Đây là mạnh thường quân của kênh em Phong Bụi, đó là anh chị Mimi Khương ở bên Mỹ là 200 đô và Nguyễn Thị Minh Hiếu ở Mỹ là 100 đô. Là tổng cộng là kênh của mạnh thường quân, kênh của em Phong Bụi là 300 đô và kênh của em Nhân Gà, mạnh thường quân kênh em Nhân Gà là 200 đô. Cô Du Ly Hoàng và cô Su Ly Hoàng ở bên Mỹ 200 đô, tổng cộng số tiền là 500 đô. Thì chắc có lẽ là Bùi Hồ thay mặt cho em Phong cũng như là em Nhân Gà chân thành cảm ơn cô bác quý chị là mạnh thường quân kênh của hai em đã hỗ trợ đồng hành cùng kênh. Cái này chút chị gửi cho em cho chủ trọ luôn nha. Rồi rồi. Ông đang làm cái giấy tờ giúp mình. Mỗi một tháng là 50 đô thì làm gì? 6 tháng là 300 đô. Làm gì? Dạ, tụi con đang thanh toán tiền nhà cho ông. Thôi bây giờ thì để cho anh làm cái giấy viết tay với lại chị. Bây giờ anh em mình cho thăm ông. Đây là cái hẻm trọ mà cộng đồng người Việt, kể cả cộng đồng người Campuchia sinh sống ở đây. Cái dãy trọ này thì một mình ông là người Việt Nam thôi à. Và mấy anh em bây giờ sẽ trở lại thăm. Giá ở đây là 50 đô. Người Cam thì sống bằng những nghề này là bán hàng rong. Ông ơi! Con nè, con hôm qua nè. Hôm qua con dọn nhà hả?
Hôm qua con có dọn nhà cho ông á. Dạ dạ. Mở cửa giúp con nha. Nguyên cái dãy phòng trọ này thì có 5 phòng, nhưng mà chỉ có mình ông là người Việt thôi, còn các cô chú anh chị đây là người Cam hết. Và cái căn phòng trọ thì cũng khá là ẩm thấp, nhưng mà so với Việt Nam thì chi phí cũng khá là cao, đi đến 1.500.000. Nhân tiện đây thì giới thiệu cho mọi người mấy cái món đặc sản ở đây luôn ha. Cái món này là chả nè, chả của người Cam, giống chả lụa ở Việt Nam vậy, có ớt xin. Kiểu giống như nem nem đúng không? À, nem chua vậy á. Ờ. Ở đây có những cái chùm bé tí ti. Cái này bạch đen bao nhiêu vậy cô? À, chị muốn ăn mua bán. Con hỏi thử giá em biết à. Ở kia ta bán đùm thì một trăm thì 13 ngàn, người ta bán lẻ cái 500. 500 trên kia. 500 trần miên. 500 trần miên. Bán lẻ là 500. 500 thì nó khoảng 2 ngàn mấy của Việt Nam á. À, 2 ngàn cục nha. À, 500 trần miên. Ăn sống luôn cô. Ăn sống cũng được. Để này còn nem chua hả? Dạ. Ở trong này thấy có miếng ớt nè. Sao em biết ông hai này tiếp tiền nhà? Bà con ở đầu hẻm chị. Con chào. Ô, ông hai à. Ôi, hôm nay nhà cửa sao rồi, thấy ổn không? Không, sạch sẽ, ngon lành. Tôi đóng tiền nhà ông 6 tháng ông ngay à. Tiền nhà 6 tháng rồi đó. Nhà ông sao đang nói dùm. Chia sẻ với mọi người là hôm qua là nhà của ông hai là khá là sập sệ. Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi anh Hùng. Bây giờ ngon lành. Hôm nay tụi con trở lại đóng tiền nhà cho ông 6 tháng. 6 tháng tiền nhà. Sao mới trong nghe, sao đó vậy nha. Đúng mà cái vụ đó à. Cảm ơn mấy chú, cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi. Chắc anh Nhân quay gần một xíu ha. Dạ. Chia sẻ với mọi người á, là hôm nay thì tụi mình trở lại thăm. Thì có một cái nữa là tụi mình thấy là ông thế là gọn gàng hơn so với ngày hôm qua. Có nghĩa là hôm qua thì đồ đạc ông để hơi lộn xộn lắm. Dạ. Còn bây giờ thì ổn hết rồi. Dạ. Sao lúc đầu ông không cho tụi con dọn? Tại vì quần áo dơ quá, tụi nó dọn, tụi người ta ảnh hưởng. Rồi bây giờ dọn thì đêm qua ngủ cũng ngon giấc không? Ngon anh chú. Anh Hồ thấy bây giờ ổn hơn ha? Bây giờ nãy tôi tính toilet ra để kiếm mua phần cơm mà không biết ở đâu nó bán nữa. Chút nữa con nhờ chị Hồng mua giùm cho. Dạ. Hàng ngày thì ông đi xin ăn được khoảng 50-60 ngàn tiền Việt Nam, tương đương với khoảng hơn 8 ngàn tới 9 ngàn riêng. Dạ. Có khi 7 ngàn rưỡi, có khi 8 ngàn riêng. Tôi nói bà con Việt Nam ở Campuchia này giúp tôi nhiều lắm. Tôi không quên cái ơn đó đâu. Tôi giá tôi chết tôi nằm đây tôi để bảo hộ bà con. Đối với ông á là bỏ quê hương sang Campuchia sinh sống lâu năm rồi. Dạ. Và vợ và con cũng bị bom bốt sát hại banh ngập. Tôi bị thương cái giò dưới đây giấu nè. Hôm nay thì ông mặc quần vô được rồi sao? Rồi nè, tôi coi cái dấu ở đây nè. Đúng không? Đó. Dạ. Yeah. Bắn qua gãy cái xương à, cái dấu bự chà bá luôn. Đó. Ngày xưa ông chia sẻ rằng là ngày xưa ông chui xuống cái hầm, ông ló hai cái chân lên thì bắn cái chân ông nên ông chỉ lót được thôi. Dạ không được, bắn rồi cái nó nắm cái đầu tụi nó kéo là nó nằm 2 tháng mấy rồi nó không có cho về đi, nó cho về 2 năm mấy cái bữa ra 2 năm mấy rồi tôi mới thấy cái chạy ra cầu Sài Gòn, đi qua cầu Sài Gòn, hồi đó cầu Sài Gòn có một cây à. Nó tôi đón ngay thằng nó móc nó bỏ anh xe, cái bà anh xe nó đi cho ông đi, tôi trả tiền cho bà đó người Việt Nam lên nó bỏ từ cầu 32 ông quên. Hôm qua là con quên hỏi ông là ông ở cái căn phòng này ông ở được bao nhiêu năm rồi? Ông ở đây cũng cả chục tháng rồi đâu. À có, vậy thì trước đây ông ở đâu? Trước đây thì ngủ với bến xe. Ngủ ở bến xe chủ cầu Sài Gòn không? Dạ. Ông ngủ ở đó bao nhiêu năm? Tôi mới vô đó ở vài tháng rồi. Con Yến bán cà phê nó thấy vậy nó nói tôi bác ngủ vậy không được đâu, nó lấy đồ đó giấy tờ tôi, nó lấy hết tiền bạc, nó lấy hết cái bớt tôi giật luôn, nhất bán tôi bỏ bắt đầu
vợ chồng nó mới đem mang cái xe lên, đem mượn xe chở tôi lên đây mua nhà cho tôi ở. Cái nhà nó mới sửa, nó lên nó mướn. Vậy là ông chỉ ở đây là hơn 10 tháng thôi. Dạ. Trước đây thì ông sống vô gia cư, sống ở những gầm cầu hay là những cái bến xe? Dạ, chỗ nào trống là tôi ngủ à. Dạ. Chia sẻ với mọi người á, là ông á, là không có muốn về Việt Nam với một cái lý do là ông không còn một người thân nào hết, chỉ có một bà chị là ở bên Mỹ nhưng mà bà cũng đã mất rồi. Ngày tụi mình cũng tính chuyện là đưa ông về Việt Nam nhưng ông nói là thôi, ở đây thì được cộng đồng người Việt hỗ trợ bằng cách là hàng ngày ông đi xin ăn thì mọi người cho 500, 1.000 đến 2.000 ria, cho nên là thôi thì cũng ổn rồi, cho nên là tụi mình cũng không có tính cái chuyện là đưa ông về dọn nhà cho ông, vậy là mừng ha. Dạ. Đúng vậy là tôi mừng lắm. Thật ra thì cộng đồng người Việt ở Campuchia thì cũng còn khá là nhiều người khó khăn, nhưng mà hữu duyên với ông nên là nữ mình có cơ hội mình được gặp ông để mà hỗ trợ phần nào, em Phong Bụi cũng như nhân hỗ trợ phần nào về cái cơ sở vật chất cho ông ở tại cái thời điểm này cũng như là chỗ này. Không có ông con thấy ông đeo cái cọng dây gì vậy? Dây chuyền á. Ừ. Đây chị Hồng vừa chị Hồng vừa mới tới kìa. Sao giờ tụi mình nữa rồi? Đây là chị. Dạ đúng rồi. Hồi nãy em có chụp hình bên cái điện thoại của anh Nhân. Cái giấy này là chị dịch giùm tụi em với ạ. Đây là số nhà 15. Đóng trước 6 tháng. Bắt đầu đóng từ ngày 23 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2022. Số tiền là 300 đô. Đây là người tên chủ nhà với lại chữ ký người chủ nhà, số điện thoại. Còn này em là người giữ giùm. Chúc cảm ơn cháu mấy nè. Đóng đi một lát nữa con đi mua thêm đồ cho ông nữa. Dạ. Một lát con đi mua thêm đồ cho ông nữa. Dạ. Ừ, nhân tiện đây gặp chị Hồng thì anh Hồ hỏi vài câu chị Hồng đi. Chị Hồng là người từng nấu cơm cho ông, tặng cho ông hộp cơm rất là nhiều và chứng kiến ông hàng ngày lết. Thì điều mà chị Hồng cũng là một người xa xứ, chị thấy là một cái người Việt mình ở xứ người khó khăn như vậy, khi mà chị mở căn phòng trọ chị thấy như thế nào? Thật sự em hết hồn. Em hết hồn, em bất ngờ là bình thường thì em chỉ gặp ông ở ngoài thôi, em thì bán đồ ở ngoài chợ đó, thì ngày nào em cũng thấy ông lết đi ngang, thì em nói là ngày nào ông xin không được thì ông cứ ghé con có để hộp cơm, phần cơm cho ông. Thì có khi ông sợ làm phiền em lắm, có khi là em cho cơm nhưng mà cho nước ông lại không nhận nữa đó. Ông bởi em cũng có ý định là làm cái chồng em làm thợ mộc thì muốn làm cái xe cho ông, thì ông nói ông không có leo lên được. Dạ, nên là ông không chịu. Cái gì ông nhận ông rất là ngại. Dạ, nên là khi mà em mở cửa ra em thực sự hết hồn. Dạ. Ông nói là người ta cho nên không có dám tham, ngay cả chị Hồng cho đồ ăn nên không dám xin thêm một cái chai nước nữa. Và hôm nay thì cũng đã dọn được nhà rồi, cũng lo cho ông được một phần. Và trong mình nghĩ rằng là ông cũng không có nên đi lết ra nhiều nữa để xin ăn nhiều, tại vì cái khi mà lết ra ngồi đường á thì đi về nhà thì nó cũng bẩn cái nhà. Đúng rồi. Nên là tôi ông xin ai đó, ai cho tôi cho ông, cho tôi luôn. Đúng rồi, ông ra ông ngồi đó thôi, ai cho thì ông lấy, ông xin. Chị là biết ông là bao nhiêu lâu rồi? Em biết ông là mùa mưa đợt rồi, mùa mưa năm rồi á, là em thấy ông mình mẩy ướt nhẹp mà lết đi, em mới kêu là ông ơi sao mà trời mưa ông không kiếm chỗ nào núp mà ông cứ lết như vậy, ông bệnh rồi sao? Thì ông cứ nói, ông cứ kể hoàn cảnh của ông vậy đó, rồi bắt đầu từ ngày đó là em mới nói là thôi vậy thì ngày nào ông không có xin được không có đồ ăn thì ông cứ ghé con, đi ngang con sẽ để phần hộp cơm cho ông. Chị Hồng còn có chia sẻ là sau này khuyên ông không nên đi lết đi xin nữa, mà chị sẽ hỗ trợ cơm cũng như là đem cơm lại cho ông, tại vì nhà của chị cũng gần ở đây. Dạ. Chắc có lẽ mình cũng trò chuyện ông xíu rồi kết thúc ha. Tôi tính nhóm ra cái cửa này kiếm cơm ăn mà không thấy cơm. Trời, sáng giờ con bận quá nên là chút nữa là con sẽ đem đồ, nên là ông biết chăm mì không? Dạ. Ông biết chăm mì gói không? Cái gì cũng ăn được đó cháu ơi. Không, ý là con sẽ mua như mì rồi con mua một số thứ nữa cho ông. Thì nước nóng là ông có ấm sẵn rồi, lát nữa con đi đổi thùng nước bự á, để sẵn ở trong nhà cho ông luôn, cứ nấu nước đó mà uống, đừng lấy nước trong nhà tắm nữa nha. Dạ, cứ như vậy đi, từ từ thì con canh hết nước thì con sẽ đi vô con đổi trong tiếp, nhưng mà con gõ cửa ông phải nhớ mở nha. Dạ.
cứ ông cứ ở nhà đi, hết mùa mưa thì ông cứ đi đi con tiếp. Cứ đập cửa đầm đầm thì chú nghe chú mở tại cái lỗ tai chú yếu á. Dạ. Thôi thì bây giờ tụi con nói thiệt là tụi con ở Việt Nam á, qua đây nó cũng khó khăn lắm. Có khi là vài năm nữa mới trở lại Campuchia. Hoặc nếu mà có duyên thì một năm tới. Nhưng mà ông cố gắng giữ sức khỏe. Nếu mà năm tới tụi con có duyên á, quay trở lại được á, thì con ghé thăm ông đầu tiên. Con ghé chỗ cầu Sài Gòn thăm bà con ở đây đầu tiên. Tôi cảm ơn chú với mấy hai chú với cháu này. Dạ. Cảm ơn, là cảm ơn gia đình nhà chị Hồng á. Chứ tụi con đâu có biết ở nhà ông đâu. Rồi chắc tụi con xin phép nha. Má 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 ăn cơm dữ không? Không, con bán bánh mì mà con cho cơm ông đó. Con chiên một vịt để vô bánh mì cho ông ăn đó. Dạ, vậy thôi ráng giữ sức khỏe, năm tới có gặp được thì con thấy ông mạnh. Ông coi nè, mọi người thấy không? Nằm liền một chỗ đi vệ sinh á. Là tiểu tại chỗ luôn à. Nó khó khăn vậy á. Hình như là ông mất kiểm soát về về cái hệ bài tiết đúng không? Ông khi mà ông mắc tiểu thì ông biết không? Biết nhưng mà có khi biết thì không. Cố gắng giữ vệ sinh không đảm bảo sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Tụi con xin phép nha. Để lau để kìa. Sao mình lại lôi cái mền nó vô nữa rồi? Ông để cái mền nó chùi đi, lát nữa con đem đồ lại cái mền nó nãy cái cháu không rác, nó không rác rồi nó lấy nó thảy gì đi tôi. Trời đất ơi. Xử lý lại cho nha. Tụi con xin phép nha. Dạ. Tôi phải chúc mấy cháu về mời nó nha. Đó ăn gì chưa? Ông thì chắc tương lai là sẽ không đi xin ăn nữa mà được chị Hồng hỗ trợ về sinh hoạt. Và hôm nay thì tụi mình trở lại cái xóm này cũng thăm lại cái cuộc sống của ông và đóng cái tiền nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm, chia sẻ về cuộc sống của ông. Và cảm ơn mấy cô chú anh chị đã hỗ trợ một phần chi phí để giúp ông thay đổi cuộc sống hơn. Chúc mọi người nhiều sức khỏe ạ.